Quỳnh Như và Sơn Hiền lại được cùng bà con cập nhật thông tin nông nghiệp hữu ích trong bản tin 365 ngày chuyển động. Bản tin phát mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Vui buồn cùng nông dân, đặc biệt tìm hiểu và bắt nhịp với nông nghiệp hiện đại 4.0. Không biết bà con nông dân ở các vùng miền đang sản xuất và mua bán nông sản của mình như thế nào? Tôi và Sơn Hiền đã có một vài thông tin sau đây. Đà Tẻ không chỉ trồng được lúa mà bà con còn làm giàu nhờ rau thơm. Nguồn giống Artiso bị thoái hóa, ngành chức năng cho nhân giống cấy mô phục hồi. Lâm Đồng chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đã mở rộng 200 chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp. Dừa khô giá còn 2.000 đồng một trái và dừa Bến Tre lao đao. Nông dân trồng cà chua lo lắng bệnh xoăn lá, giải pháp hiệu quả được nông dân huyện Đơn Dương áp dụng thành công, chia sẻ cùng bà con. Kính thưa bà con và quý khán giả, nhà vườn trồng cam sành thời điểm này tạm bớt lo về giá cả. Hiện nay nhà vườn đã vui trở lại vì sau nhiều ngày cam rớt giá, tưởng sẽ tái diễn hoàn cảnh dội chợ, ế hàng như đã từng chứng kiến với nhiều nông sản. Thì hiện giá cam sành bán lẻ tại các chợ từ 10.000 đến 15.000 đồng một ký, tăng từ 3.000 đến 5.000 đồng so với thời điểm trước Tết. Giá cam tăng có phải như mọi khi là do sản lượng cam không còn nhiều hay không? Tôi nghĩ còn những lý do khác nữa. Mời bà con về vườn cam ở miền Tây sau đây. Một số tiểu thương bán trái cây cho hay giá cam sành mua tại vườn ở mức 7.000 đồng một ký, còn cam xoàn là 15 đến 20.000 đồng một ký tùy loại, mà nhiều nhà vườn không còn trái để bán, phải thu mua nhiều nơi mới đủ số lượng. Hiện nay thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng cam làm nước giải khát tăng, trong khi vào vụ nghịch nên nguồn cung giảm, nhiều khả năng giá cam sẽ còn tăng hơn trong những ngày tới. Rau thơm là các loại rau ăn lá ít phụ thuộc vào thời tiết và có thể trồng tốt trên đất ruộng. Chính vì vậy, nhiều nông dân ở xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻ của tỉnh Lâm Đồng đã từng bước chuyển đổi từ cây lúa sang canh tác các loại cây trồng này. Mời bà con xem rau thơm trên đất Tây Nguyên tươi tốt và dễ chăm sóc như bà con trồng ở đồng bằng hay không? Theo bà con nông dân nơi đây, các loại rau thơm này rất dễ trồng, dễ chăm sóc, lại ít sâu bệnh, nên hầu như không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thời gian từ khi gieo hạt tới khi thu hoạch ngắn khoảng 50 ngày. Mỗi lần trồng, nếu chăm sóc tốt, có thể thu hoạch liền trong vòng 4 đến 6 tháng mới phải trồng lại. Bên cạnh đó, chu kỳ thu hoạch chỉ khoảng 12 đến 15 ngày một lứa, nên người trồng rau thơm có thể thu hoạch sản phẩm quanh năm. Rau thơm có giá từ 8.000 đến 15.000 đồng một ký, tùy theo chủng loại. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng, bà con có thể lãi từ 6 đến 7 triệu đồng, cao gấp 5 lần so với trồng lúa. Nông dân ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, một tỉnh thuộc vùng Đồng Tháp 10, bà con đang rất phấn khởi khi vào vụ thu hoạch bắp nếp và bắp ngọt có giá tăng cao. Mỗi ngày, cơ sở này tiêu thụ hơn 1 tấn trái bắp ngọt, chủ yếu bán cho các bạn hàng trong huyện và thương lái nước bạn Campuchia, do có được giao thông thuận tiện trong việc giao thương. Hiện giá cả tăng từ 30 đến 50% so với vụ trước. Cụ thể, giá bắp loại 1 giá 300.000 đồng 100 trái, loại 2 giá 220.000 đồng và loại 3 giá 180.000 đồng. Trong khi đó, bắp nếp loại 1 có giá 220.000 đồng. Giá này thương lái có lời từ 60 đến 100 triệu đồng một hecta. Buồn cho bà con thủ phủ trồng dừa ở Bến Tre, giá dừa khô liên tục giảm sâu đã khiến hơn 163.000 hộ trồng dừa ở tỉnh Bến Tre lao đao, không ít người phải buông bỏ, quay lưng với cây dừa. Từ bao đời nay, cây dừa là nguồn thu nhập chính của người dân tỉnh Bến Tre. Cây dừa mang lại cuộc sống sung túc và làm nên thương hiệu nổi tiếng cho người dân. Tuy nhiên, gần một năm qua, giá dừa khô liên tục giảm sâu, từ chỗ 15.000 đến 16.000 đồng một trái, nay xuống còn chưa tới 2.000 đồng một trái. Trong bối cảnh này, sáng ngày 22 tháng 2, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã công bố đề án lễ hội dừa tỉnh Bến Tre lần thứ 5 năm 2019. Artiso là một trong những cây trồng mang lại thương hiệu đặc sản của Đà Lạt, Lâm Đồng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nguồn giống của loại cây này có hiện tượng thoái hóa, dẫn đến khả năng kháng bệnh cũng như là chất lượng cây trồng bị ảnh hưởng nên gây khó khăn trong thực hiện kế hoạch phát triển loại cây này. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, tình trạng thoái hóa giống Artiso đã được xác định từ nhiều năm trước. Nguyên nhân là do giống Artiso cũ do người Pháp đưa vào Đà Lạt đã trên 100 năm.
Ngoài ra, người dân chỉ nhân giống nhờ cấy mô nên đến nay giống này đã thoái hóa. Mặt khác, các nhà trồng dược liệu không chủ động được nguồn giống như loại gieo bằng hạt. Ngành chức năng đang phục hồi diện tích thoái hóa này và nhập những giống mới. Theo nhận định của các cơ quan quản lý về ngành nông nghiệp tỉnh, diện tích nhà kính, nhà lưới cho trồng rau hoa công nghệ đang dần bão hòa. Vì vậy, để vừa đảm bảo thu nhập cho nông dân, vừa bảo vệ môi trường, thì trồng dược liệu, trong đó có cây artiso là hướng đi thích hợp. Bởi thế, trong những năm qua, ngành nông nghiệp đã đưa ra nhiều đề tài nghiên cứu về giống artiso, đồng thời phối hợp với công ty cổ phần dược Ladofa nhập một số giống có hàm lượng dược tính cao để nhân rộng ra cho nhân dân, vừa tạo nguồn nguyên liệu chất lượng để phục vụ sản xuất dược liệu. Lâm Đồng phấn đấu năm 2025 trồng được trên 500 hectare có liên kết với doanh nghiệp để sản xuất. Mở rộng chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp cũng là bước đi căn bản của tỉnh Lâm Đồng. Tỉnh có những giải pháp trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng vùng sản xuất, từ chính sách hỗ trợ, khâu quy hoạch, cung ứng vật tư nông nghiệp, cây con giống đến sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ. Đặc biệt, ưu tiên hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hợp tác xã kiểu mới, đầu tư khâu chế biến đến khâu vận chuyển, tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc, tiếp cận phương thức bán hàng qua sàn đấu giá, tài sản và chợ online. Một tư duy mới là tỉnh Lâm Đồng xác định doanh nghiệp là nhân tố quan trọng trong định hướng thị trường và lựa chọn công nghệ, nên địa phương đã chủ động hỗ trợ dây vốn lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện để đầu tư phát triển liên kết, tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước và mở rộng xuất khẩu. Mục tiêu cuối cùng là giúp nông dân làm giàu. Từ dự án của chính phủ Canada tài trợ giai đoạn 2010-2013, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã chọn hợp tác xã Anh Đào Đà Lạt và trang trại Phong Thúy Đức Trọng để xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm. Mô hình được áp dụng từ kinh nghiệm của một số doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, xác định nông dân tập trung canh tác theo tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm hợp đồng. Phần xây dựng thương hiệu sản phẩm, thị trường tiêu thụ thuộc về trách nhiệm của doanh nghiệp. Tỉnh Lâm Đồng đang phát triển hoạt động 120 chuỗi liên kết từ sản xuất, sơ chế đến chế biến và tiêu thụ nông sản, tập hợp gần 12.600 nông hộ tham gia. Về phía đối tác, hợp đồng đầu tư liên kết với nông dân gồm hơn 150 doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác. Đến năm 2020, Lâm Đồng sẽ mở rộng lên 200 chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng lên 50% sản lượng nông sản tiêu thụ thông qua hợp đồng. Nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của huyện Đơn Dương, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau hoa và chăn nuôi bò sữa. Dựa trên những kết quả thực tế đạt được, đề án xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2018-2025 đã được hoàn thành, đang chờ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định. Với những yêu cầu về một nền nông nghiệp thông minh, trong những năm tới, các doanh nghiệp hay trang trại lớn sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đơn Dương hoàn toàn có thể đáp ứng được ít nhất từ 4 đến 5 trên 7 yếu tố. Nghĩa là có tính chất theo hướng thông minh mà đề án này đặt ra, tích hợp vào nền tảng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã có. Kính thưa bà con và quý khán giả, nền tảng mà bà con nông dân Lâm Đồng có được cho đến thời buổi áp dụng công nghệ vào nông nghiệp chính là sự cần cù, miệt mài với ruộng rau, hoa, cây ăn trái của mình. Cây cà chua cùng với nhiều loại nông sản đã gắn bó rất lâu đời với nông dân, nhưng bệnh xoăn lá trên cây họ cà đã và đang làm đau đầu nhà vườn. Ngành chức năng hỗ trợ nông dân những giải pháp canh tác tổng hợp thời gian qua nhưng vẫn chưa phòng triệt để. Nhưng mà Huỳnh Như và bà con sẽ vui ngay sau đây bởi vì Xuân Hiền sẽ cung cấp thông tin đó là trong lúc lây hoay tìm một giải pháp tối ưu nhất quản lý bệnh xoăn lá thì một số nông dân ở huyện Đơn Dương đã tình cờ tìm ra một giải pháp, tức là một loại thuốc phù hợp với bà con. Giải pháp này sẽ rất kịp thời cho bà con nhà vườn áp dụng trên cây cà chua, bảo vệ thương hiệu cà chua Lâm Đồng. Phóng viên 365 ngày chuyển động, thông tin cụ thể đến bà con sau đây. Theo thống kê của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, trước đây, tỉnh Lâm Đồng có hơn 7.000 hecta cây cà chua được người nông dân canh tác ổn định. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh gây hại trên cây họ cà những năm gần đây, hiện tại diện tích cà chua toàn tỉnh đã giảm đi khoảng 1/3. Cái dịch virus trên cây cà chua do cái đối tượng bọ trĩ và bọ phấn
gây hại thì đã làm cho cái diện tích cà chua giảm. Hiện nay chúng tôi chỉ còn trung bình khoảng gần 5.000 hecta cà chua. Và như vậy thì nó cũng sẽ đang gặp khó khăn cho người nông dân. Tham gia nhiều cuộc hội thảo đầu bờ cho người nông dân, anh Đỗ Thanh Tùng ở xã Quảng Lập, huyện Đông Dương, tỉnh Lâm Đồng đã sử dụng nhiều phương pháp trị bệnh gây hại trên cây cà chua nhưng không mấy hiệu quả. Cho đến lúc anh tiếp cận sản phẩm Benevia của FMC. Tình cờ thì em có được một anh kỹ thuật bên FMC cho sử dụng cái sản phẩm Benevia 200SC này á. Em sử dụng trên cây cà chua ở nhà thì em thấy nó có cái hay là khi mà mình trước trồng, mình phun là nó, cái thứ nhất là nó đỡ tốn công. Cái thứ hai á, là mình phun xong rồi thì cái hiệu lực của thuốc này nó giữ cho mình được 20 đến 25 ngày. Sau đó thì mình mới sử dụng tới cái sản phẩm Benevia 100OD. Thì em thấy khi mà mình sử dụng thì mình không phải sử dụng thêm một cái bất cứ một loại thuốc nào để mình trừ cái con bọ phấn hay là con chích thuốc nữa. Cái đầu tiên để mình nhận thấy là thứ nhất là cái bộ rễ phát triển rất tốt hơn những cái cây mà đã không xử lý, là bộ rễ phát triển tốt. Cái thứ hai là trong vòng khoảng cỡ chừng 15 đến 20 ngày thì cái cây phát triển cao hơn, to hơn, mập hơn so với những cây không xử lý. Và cái kế tiếp nữa đó là mình thấy cái mức độ lá màu xanh hơn. Và cái tiếp theo đó là về sau, khi khoảng cỡ chừng 30 ngày thì mức độ xoăn về bị virus đó, của cái cây thì nó cái xử lý mà BBBA mà 200SC á, thì nó ít bị hơn là cái không xử lý. Hãng bên FMC này á, mà bữa nay bung ra cái thị trường mà thuốc Benevia này, là tôi thấy cái riêng bản thân chính của tôi sử dụng với lại công ty là tôi thấy rất là hay. Về sau này tôi trồng cái cà, tôi dùng cái thuốc để yên tâm hơn. Theo các chuyên gia, và qua quá trình sử dụng thực tế của người nông dân, thì sản phẩm Benevia 200SC sau khi được phun trên cây cà chua đã ngưng truyền bệnh virus tức thời, xử lý một lần nhưng hiệu lực kéo dài đến 20 ngày, cây phát triển đồng đều, giúp giảm chi phí sử dụng thuốc, tăng thêm lợi nhuận và an toàn cho người sử dụng. The specialty of Benevia is đặc tính của Benevia là bảo vệ cây con tốt hơn ngay từ giai đoạn đầu. And the plant will be strong and healthy. Cây sẽ khỏe mạnh hơn và năng suất cao hơn. Will produce good yields. Chúng tôi cũng sẽ cùng với công ty tổ chức thêm nhiều cái mô hình trình diễn cũng như là nhiều cái hội thảo nông dân để giúp cho nông dân nắm bắt thêm được một cái sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật và nó khá là an toàn, nằm trong cái danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên cây rau tại Việt Nam để phổ biến cho bà con nông dân trong cái việc phòng trừ tổng hợp virus gây hại trên cây họ cà nói chung và cây cà chua nói riêng. Với những nỗ lực trong giải pháp trị bệnh gây hại trên cây họ cà, Benevia đang là lựa chọn hiệu quả cho người nông dân canh tác cây cà chua từ giai đoạn đầu lúc xuống giống cho đến khi thu hoạch. Chúng tôi hy vọng giải pháp này sẽ góp phần giúp bà con nhà vườn duy trì phát triển vườn cà chua tươi tốt trong thời gian tới. Nếu có ý kiến thắc mắc hoặc muốn tham khảo giải pháp này, bà con liên hệ địa chỉ đang hiện trên màn hình 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com, điện thoại 0263 3829 930. Chúng tôi xin kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động tại đây. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.